Đừng nhặt những gì đã vỡ, để rồi đứt tay. Đừng nắm những gì đang bay, để rồi vụt mất. Đừng tìm những gì đã mất, để rồi lại đau. Đừng nhìn lại phía sau, để rồi thấy mình cô quạnh. Đừng ngước nhìn trời xanh và nghĩ mình bé nhỏ. Đừng mong những gì ngoài tầm với. Mây của trời, hãy cứ để gió cuốn đi. Đừng để mình bị ngã, mà không biết đứng lên. Phía trước luôn có một con đường dành cho bạn. Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Đi hay không là do bạn quyết định. Hãy lựa chọn sao để không phải hối tiếc. Đừng bao giờ tự đóng cánh cửa cuộc đời mình. Ngay cả khi cánh cửa cuộc đời bạn bị khép lại vì một lý do nào đó, thì chắc chắn vẫn còn một cánh cửa khác. Miễn là bạn kiên trì tìm kiếm và mở nó ra. Hạnh phúc trong cuộc đời chính là phá bỏ đi cánh cửa đang đóng chặt. Và đừng đắn đo, chờ đợi nữa. Ta hãy tìm kiếm cho mình một cánh cửa khác, ngay lúc này. Cuộc đời này không phải một con đường thẳng tắp. Nếu bạn không tự đi tìm kiếm cơ hội cho chính mình, thì sẽ không có sự thay đổi tốt đẹp nào cho tương lai của bạn.